học tập tốt mỗi ngày. Xúc của Hải khá là vui và cũng một chút hồi hộp, và hôm nay thì cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được giao lưu với tất cả các em nhỏ. Là việc đầu tiên thì cũng như bao các em nhỏ khác thì mình thì cũng phải trải qua cái giai đoạn, cái thời điểm mà học sinh và mình phải xa nhà, xa gia đình từ rất là nhỏ, thì mình phải bắt buộc mình phải tự lập. Một em nhỏ mà có đam mê thì chắc chắn mình sẽ phải nuôi dưỡng cái đam mê đó chăm chỉ và nghe lời các thầy như là người lớn thì mình có thể phát triển một cách tốt nhất. Chào mừng các bạn đã đến với ngày hội cùng cùng làm việc tốt mỗi ngày. Bây giờ em sẽ dê bóng qua tất cả các chỗ này và sẽ có một người bấm giờ cho em. Nếu mà anh chiến thắng em sẽ dê qua này, mà anh dê qua nhanh hơn em thì anh sẽ là người chiến thắng ngày hôm nay. Ok không? Ok. Và anh bấm giờ cho em nhá. 1 2 Anh chú ý nhá. 3 Bắt đầu. Bố lên Việt Anh ơi. Tốt. Đúng rồi. Quay lại. Cố lên. Em bên cạnh tám tốt nhất, sức dâng lên cao này. Cố gắng vượt qua để hết vinh quang. Okay, rất tốt. Yes. Bao nhiêu giây? 20 giây. 20 giây. Nào, bây giờ liệu anh thách đấu em có chiến thắng em không? Xem nào nào. 1 2 3 Bắt đầu. Sao anh nghe đỉnh vậy? Vỗ tay nào các bạn ơi. Ok, và bây giờ anh sẽ lộ diện mặt. Đúng anh quay lại rồi. Vậy là vừa xong anh Quang Hải đã trải qua một phần thách đấu của mình. Thì bây giờ em thách đấu anh rồi đúng không? Bây giờ em cần người bạn của em thách đấu anh nữa. Rồi, bây giờ anh trong một phút em nghĩ anh phải vòng được 10, trên 10 quả AW. Thì hôm nay, đúng rồi, hôm nay anh sẽ là người chiến thắng. Các anh Quang Hải có thể lên đây để giao lưu với các em đúng không?
Vỗ tay cổ vũ anh Quang Hải nào. Thử quá. Ok, thử vào một lần nữa. Ok, ok, để về em cho anh Quang Hải thử. Vâng. Ôi trời ơi, lại nào anh ơi, lại nào. Làm luôn, làm luôn. Wow. Một phút, đánh cho anh Quang Hải. Một phút bắt đầu. Một tay nào các bạn ơi. Một tay. Một trò chơi cực kỳ thú vị cho các bạn nhỏ để các bạn nhỏ được nhận quà cùng anh Quang Hải, các bạn đồng ý không? Ok, và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Các em đã tích lũy được những việc tốt gì ở trong buổi hôm nay? Nào, ai nào? Khá là nhiều, anh Quang Hải có thể chọn một bạn ra được không? Có nhiều bạn quá thì anh có thể chọn một bạn được không? Anh thích chọn một bạn nhỏ nữ được không? Đây bạn này, anh thích bạn này. Bạn này gần luôn này. Đúng rồi. Em uống sữa gì? Sữa cun ạ. Nói lại một lần nữa không ạ? Sữa cun ạ. To thêm tí nữa nào. Sữa cun ạ. Wow. Một việc làm cực kỳ là ý nghĩa. Ok. Và bây giờ sẽ là phần quà dành cho em. Một bình nước cơm. Bạn nào có muốn được quà của bạn này không? Vậy thì phải tập trung ở các câu hỏi phía sau nha. Đó. Cảm ơn em đã hôm nay đã kìa tuyệt vời. Khi mà bạn ấy đã làm một việc cực tốt, đó chính là uống sữa cun xong và vứt đúng nơi quy định. Các em đã tích lũy việc tốt ở ứng dụng nào? Để anh chọn nào. Bạn anh chọn đi bạn này. Ok, để anh chọn một bạn nhá. Bạn nào nào? Rất là nhiều các bạn nhỏ ở đây. Mời một bạn nam đi. Đây bạn nam này. Của cun ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Một quả bóng dành cho cậu bé. Câu hỏi dành cho các em đó chính là: ở lớp các em giúp bạn bè những gì? Khá là đông các bạn nhỏ đã giúp bạn bè, đã giơ tay rồi. Anh Quang Hải, anh có thể chọn ra một bạn được không? Bây giờ mình chọn một bạn bên này đi. Đây bạn này đi, đây đồ này đi. Nào câu hỏi, câu trả lời của em sẽ là gì? Là em giúp bạn bè lúc bạn ấy gặp khó khăn, thi một bài khó. Em giúp bạn bè trong giờ thi hay là em giúp bạn bè giảng bài cho bạn bè để bạn bè hiểu và bạn bè tự làm bài? Giảng bài cho bạn bè. Quá là tuyệt vời luôn. Thế đã bao giờ nhắc bài bạn trong giờ thi chưa? Chưa. Ôi, quá là tuyệt vời. Một quả bóng dành cho em. Ok, khá là tốt đấy. Vậy là đã xong phần giao lưu với các bạn nhỏ rồi. Các em đã có vui khi gặp anh Quang Hải ngày hôm nay không nào? Tí nữa có muốn xin chữ ký anh Hải hay là chụp ảnh không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.